những ngón tay đan tay cùng cảm xúc. Các bạn đang đến với phần dự thi đan tay cùng cảm xúc vòng chung kết 1 được tổ chức bởi nhóm Những Ngón Tay Đan và phát trên kênh YouTube Những Ngón Tay Đan. Ta-da! Chào mừng các bạn quay trở lại với Khương để cùng nhau tâm tình bên những câu chuyện ngắn. Không biết dạo này các bạn thế nào? Có đang vui, đang buồn hay là buồn vui lẫn lộn? Mà không hiểu sao dạo này Khương lại muốn mang đến cho các bạn những câu chuyện có hơi hướng về cảm giác mất mát chia xa nữa. Nhưng mà biết sẽ có rời xa sẽ khiến chúng ta thêm trân trọng giây phút hiện tại, phải không nè? Giờ không liên thuyên nữa, mình cùng nghe chuyện với Khương nha. Một sáng tác của Lâm Anh Duy, câu chuyện Bóng Tàu Dần Xa. Mời các bạn cùng lắng nghe. Phong là một nhân viên quét dọn vệ sinh ở ga tàu hỏa. Công việc của cậu hàng ngày là quét dọn ở nhà ga. Từ sáng sớm đến tối mịt thì cậu mới về đến nhà. Tuy vất vả, nhưng Phong lại không hề cảm thấy vất vả, mà ngược lại, cậu cảm thấy rất vui vì mỗi ngày được đi làm cũng như nhìn tàu hỏa chạy. Cứ mỗi lần nghe tiếng còi tàu báo hiệu tàu sắp chạy hay sắp có tàu chuẩn bị về sân ga thì Phong lại háo hức chạy ra xem. Và một ngày kia, khi Phong đang quét dọn sân ga thì chợt cậu thấy một bà cụ đang ngồi ở hàng ghế chờ tàu. Điều làm Phong thắc mắc là đã 4 ngày nay thì mỗi chiều khi hoàng hôn buông xuống thì cậu thường thấy bà cụ ấy đến ngồi ở hàng ghế chờ tàu. Bà cụ không mua vé để đi tàu và cũng không phải là đón người thân đi tàu về. Đến ngày thứ tư thì Phong không khỏi thắc mắc, liền đi đến ngồi cạnh bà cụ và hỏi. Bà, cho cháu hỏi, đã 4 ngày nay, cứ mỗi lần khi hoàng hôn buông xuống thì cháu đều thấy bà ngồi ở đây. Bà không mua vé tàu, cũng không đón người thân đi tàu về. Bà cụ quay sang nhìn Phong, cười hiền hòa nói. Có đấy cậu, tôi ngồi ở đây chờ người yêu của tôi. Khi nghe bà cụ nói là chờ người yêu thì Phong không khỏi bất ngờ. Cậu lại hỏi tiếp. Nhưng mỗi lần có một chuyến tàu về thì cháu lại không thấy ai đi về cùng bà cả. Mãi đến khi nhà ga gần đóng cửa thì cháu thấy bà vẫn ngồi đây đợi vậy ạ. Bà cụ thở dài đáp. Tôi đã ngồi ở đây chờ ông ấy gần cả 40 mấy năm rồi. Dù tôi biết là ông ấy không bao giờ trở về nữa. Bà cho cháu hỏi, tại sao bà nói là người yêu của bà lại không trở về nữa vậy ạ? Bà cụ nhìn xa xăm. Lúc này hoàng hôn đang dần buông xuống. Bà cụ đưa tay khẽ lau nước mắt và bắt đầu kể cho Phong nghe về những ký ức của bà. Mà đến tận bây giờ, dù mái tóc đã ngả bạc màu nhưng bà vẫn không thể nào quên được. Đó là năm bà 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cả đời người con gái. Cô gái 18 lúc ấy có quen một chàng trai chỉ lớn hơn cô 4 tuổi. Anh và cô quen nhau khi cả hai cùng đi về chung một chuyến tàu. Khi anh thấy cô cứ chật vật với đống hành lý mang theo nhưng vẫn chưa mua được vé tàu, lúc ấy anh đã đến hỏi thăm và giúp cô mua vé tàu. Sau khi xuống sân ga thì cô đã mời anh đi uống nước để thay cho lời cảm ơn. Nói chuyện được vài câu thì cô biết được anh ở cùng quê với mình và anh cũng đang về quê thăm gia đình. Vậy là sau lần đó thì hai người đã làm bạn với nhau. Và chỉ sau một thời gian thì cả hai đã chính thức quen nhau. Khi hai bên gia đình biết chuyện thì cũng không cấm cản. Cha mẹ cô rất quý anh và cha mẹ anh cũng vậy. Hai bên đã nói chuyện với nhau và dự định là sau khi anh học xong và có công việc ổn định thì sẽ tiến hành tổ chức đám cưới cho hai người. Riêng về phần cô và anh thì rất vui vì được hai bên gia đình chấp nhận. Do gia đình cô không khá giả lắm nên cô chỉ học xong cấp 3 thì đã phải nghỉ học để về phụ giúp gia đình. Dù anh rất muốn cô tiếp tục học để có cuộc sống tốt hơn cho sau này, nhưng cô đã từ chối và nói: cha mẹ em giờ cũng đã già yếu mà gia đình lại không khá giả gì, nên em cũng chẳng muốn học lên cao làm gì. Em muốn về đây vừa đi làm phụ giúp cha mẹ, vừa có thể ở cạnh chăm sóc cha mẹ khi đau yếu. Nhưng còn anh thì khác, anh học giỏi và gia đình anh cũng kỳ vọng rất nhiều về anh, nên anh hãy cố gắng học thật tốt. Sau này ra trường có công việc ổn định, lúc ấy có thể đỡ đần được cho cha mẹ anh phần nào. Anh nắm tay cô nói: anh biết
Nhưng thấy em làm lụng vất vả như vậy thì anh thực sự rất đau lòng. Cô cười đáp, em không sao đâu, công việc em làm cũng chỉ là phụ mẹ may quần áo thôi, nên em cũng không vất vả gì. Chỉ cần anh học thành tài thì em cũng cảm thấy vui. Em chỉ sợ là... Em sợ chuyện gì? Cô gái quay mặt đi, khẽ lau hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má nói, em chỉ sợ là sau khi đã công thành danh toại thì anh sẽ không còn nhớ đến em nữa. Vì lúc ấy xung quanh anh có rất nhiều cô gái giỏi giang và xinh đẹp hơn em. Anh đi đến trước mặt cô, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn và cười nói, ngốc, dù cho sau này có như thế nào thì anh cũng sẽ không bao giờ quên em. Khi nào anh học xong và có công việc ổn định thì anh sẽ về cưới em. Những lời nói ấy của chàng trai làm cho cô gái không khỏi xúc động. Cô ôm chầm lấy anh và nghẹn ngào nói, em rất vui vì có được một người bạn trai như anh. Cứ mỗi lần đi học xa về thì cô luôn ra sân ga để đón anh. Khoảng thời gian được ở cùng anh thực sự làm cho cô rất hạnh phúc và ấm áp. Anh luôn yêu thương và quan tâm cô. Những lần hai người cãi nhau thì anh luôn là người nhường nhịn và xin lỗi cô trước, dù người sai là cô. Mỗi buổi chiều hoàng hôn thì anh và cô thường nắm tay nhau ra sân ga ngắm hoàng hôn và dòng người đang bước xuống tàu. Có thể nói khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cô khi có anh bên cạnh. Nhưng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được lâu. Khi cô hay tin anh được cử ra miền Bắc để tiếp tục học lên về chuyên ngành của anh, nhưng đổi lại anh phải học 4 năm. Dù anh không muốn đi, nhưng cô đã động viên anh vì đây là cơ hội chỉ đến một lần duy nhất. Hôm nay anh đi cũng là một buổi chiều hoàng hôn rất đẹp. Sân ga lúc ấy chỉ có vài người và họ cũng đang chia tay nhau. Cô cứ nắm tay anh không rời vì cô sợ anh sẽ đi mất. Anh hôn lên trán cô rồi cười nói, em đừng buồn nữa, anh đi nhưng nhất định anh sẽ gửi thư về cho em thường xuyên. Nếu có dịp thì anh sẽ lại về thăm em mà, hãy chờ anh nhé. Cô gật đầu, nhưng hai hàng nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi. Rồi anh bước lên tàu và qua ô cửa kính, anh thấy cô khẽ đưa tay lau nước mắt. Tiếng còi vang lên và tàu bắt đầu lăn bánh. Cứ thế, anh nhìn cô qua khung cửa sổ. Cô thì nhìn theo bóng tàu cứ vậy mà xa dần. Nhưng cả hai đều không hề biết, đó là lần cuối cùng mình được nhìn thấy đối phương. Vài ngày sau thì có người báo tin cho cô biết là chuyến tàu anh đi đã bị gặp tai nạn do trật đường ray. Cả người lái tàu và tất cả hành khách đều đã thiệt mạng. Khi vừa hay tin thì cô không khỏi bàng hoàng. Cô không tin đây là sự thật. Cô chạy đến sân ga ấy và thét gọi tên anh trong đau đớn. Ngày hôm sau thì đội cứu hộ cũng tìm được xác của những người nạn nhân xấu số trên chuyến tàu ấy. Sau ngày anh mất thì cô đã suy sụp hoàn toàn. Cha mẹ anh cũng rất buồn khi mất đi người con trai mà họ yêu thương nhất. Và chỉ sau vài năm thì cả hai ông bà đều qua đời vì bệnh nặng. Riêng cô thì mỗi ngày khi đến hoàng hôn thì cô đều ra sân ga để chờ anh. Dù cô biết là anh chẳng thể quay về, nhưng cô vẫn luôn tin rằng những chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ, và đến một ngày nào đó thì nhất định anh sẽ quay về tìm cô như lời anh đã hứa. Cứ mỗi lần nghe tiếng còi tàu vang lên và có chuyến tàu dần xuất hiện sau ánh sáng hoàng hôn thì trong lòng cô lại dâng lên một niềm vui khôn tả, vì cô sắp được gặp anh. Nhưng sau khi dòng người bước xuống nhưng lại không có anh, rồi tàu lại lăn bánh, thì cô lại bật khóc nức nở vì anh đã không quay về nữa. Thấm thoát mà đã 40 năm rồi. Sau khi nghe xong câu chuyện của bà cụ thì Phong không khỏi xúc động. Cậu không thể tin là lại có một chuyện tình đầy bi ai đến vậy. Đang còn mê man trong những suy nghĩ về câu chuyện của bà cụ thì chợt có anh đồng nghiệp làm chung vỗ vai Phong nói, đã hết giờ làm rồi, sao em còn ngồi đây vậy Phong? Lúc nãy em có gặp một bà cụ chờ người yêu đã mất của mình quay về. Bà ấy cũng đã kể câu chuyện của mình cho em nghe. Em mãi mê nghe mà quên mất là đã hết giờ làm từ khi nào. Khi vừa nghe Phong nói đến bà cụ nọ thì anh đồng nghiệp khá bất ngờ. Sau khi Phong kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện thì anh đồng nghiệp vỗ vai cậu rồi thở dài nói,
bà cụ mà em nói đã mất cách đây 3 năm về trước rồi. Từ nãy đến giờ anh chỉ thấy em ngồi đây nói chuyện một mình thôi. Phong rất bất ngờ, cậu quay lại nhìn thì bà cụ kia đã không còn ngồi ở đó nữa. Anh đồng nghiệp lại tiếp. Anh cũng có nghe mọi người kể về câu chuyện này. Sau hôm người yêu mất thì ngày nào bà ấy cũng ra đây ngồi chờ người yêu. Đến lúc trước khi mất thì bà ấy cũng ra đây ngồi. Rồi sáng hôm sau bà ấy cũng ra đi. Anh đồng nghiệp thở dài và nói tiếp. Vì cảm động cho câu chuyện tình của ông bà nên sau khi bà cụ mất thì người dân sống quanh đây đã mang tro cốt của bà đặt cạnh tro cốt của ông ở ngôi chùa gần nhà ga. Người dân ở đây quan niệm rằng khi sống hai người không thể đến được với nhau, nhưng khi sang thế giới bên kia thì họ sẽ đến được với nhau. Người dân cũng hay đến thắp nhang cho ông bà để được ông bà phù hộ cho tai qua nạn khỏi. Mỗi ngày trước khi đi làm thì anh và mấy anh chị thường hay đến chùa đốt nhang cho ông bà. Cũng nhờ vậy mà những người đi tàu sau này cũng rất hiếm bị tai nạn vì được ông bà cụ phù hộ đấy em. Phong nghe xong mà không khỏi xúc động và nuối tiếc cho một chuyện tình thật đẹp, nhưng cũng lắm đau thương đến thế. Ngày hôm sau thì Phong cũng tìm đến ngôi chùa mà anh đồng nghiệp ấy nói, và đúng là có hai hũ tro cốt của ông bà cụ kia được đặt cạnh nhau. Thấm thoát, Phong từ cậu nhân viên dọn dẹp sân ga ngày nào đã trở thành một nhà văn nổi tiếng với tác phẩm Bóng tàu dừng xa. Khi được độc giả hỏi nguồn cảm hứng từ đâu để viết nên câu chuyện tình yêu mà khi độc giả đọc xong độc giả không khỏi bùi ngùi xúc động, thì Phong đã cười và nói: nguồn cảm hứng của tôi để sáng tác nên câu chuyện này chính là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa tôi và bà cụ ấy. Nếu không nhờ gặp được bà cụ vào buổi hoàng hôn hôm ấy và được bà kể về câu chuyện của mình, thì có lẽ giờ đây tôi vẫn sẽ chỉ là một anh nhân viên quét dọn sân ga mà thôi. Xa nhau cũng được, chia tay cũng được, nhưng làm ơn đừng ly biệt. Đau cho người đi càng đớn đau hơn cho người ở lại. Bao dằn vặt, yêu thương cứ đè nén từng ngày, chất chứa vào trong khiến những trái tim vốn đã bị tổn thương sâu sắc không thể nào vực dậy được. Và cuối cùng, họ lại cùng nhau tay trong tay. Nhưng ở bên kia thế giới, không còn mất mát, xen lẫn đau thương. Cảm ơn các bạn vì đã luôn đồng hành cùng Khương. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác cùng những ngón tay đan nha. Và mình là Hồng Khương, Khương trong Khương Tử Nha đó nha.